Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 3, cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, huyện Tân Lạc đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. Hòa chung với không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân Mậu Tuất, sáng ngày 5 tháng 3, cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh, huyện Tân Lạc tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, đồng chí Bùi Văn Tinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tân Lạc, đồng chí Đại tá Bùi Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình cùng các đồng chí là Thủ trưởng Quân khu 3, lãnh đạo các sở ngành, các đồng chí là lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí là thành viên Hội đồng Mỹ vụ Quân sự tỉnh, huyện và đông đảo nhân dân đã đến tiễn đưa con em lên đường làm nhiệm vụ. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, những năm qua, huyện Tân Lạc luôn được tỉnh và các đầu mối nhận quân đánh giá là một trong những địa phương làm tốt công tác tuyển gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng. Bên cạnh vai trò chủ đạo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện thì phải kể đến sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như quyền lợi và trách nhiệm của mọi công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, Tân Lạc còn đặc biệt quan tâm tới các chính sách hậu phương, quân đội, tích cực phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc các đối tượng, người có công với cách mạng, các gia đình có quân nhân tại ngũ, các quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Huyện đều tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ họ trong học nghề, giới thiệu giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng cao của thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự nói riêng và nhân dân trong huyện nói chung. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhiệm vụ, tiềm lực và thế trận quốc phòng an ninh của huyện nhà đã không ngừng được củng cố, tăng cường, lực lượng vũ trang được chăm lo xây dựng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ luôn được coi trọng, hoàn thành 100% chỉ tiêu, đảm bảo đúng luật, chất lượng năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt là thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong thanh niên nhập ngũ. Những năm gần đây, trước những yêu cầu thay đổi về thời gian tại ngũ, chất lượng tuyển quân, đặc biệt là chất lượng về chính trị, văn hóa và sức khỏe, cấp ủy chính quyền các cấp đã rất chú trọng đến chủ trương phát triển đảng viên, từ việc bồi dưỡng, tạo nguồn đối với thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và tạo việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Lễ giao nhận quân năm nay, toàn huyện có 188 công dân nhập ngũ, trong đó 180 công dân nhập ngũ tại đơn vị bộ đội gồm các đầu mối là Bộ Tư lệnh Lăng, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn 395, Quân khu 3, Lữ đoàn 242, Quân khu 3, Tiểu đoàn Công binh, Bộ Tham mưu, Quân khu 3, Đoàn Thể dục Thể thao, Bộ Tổng Tham mưu, Quân khu 3, Binh chủng Thông tin, Tổng cục Kỹ thuật và 8 chỉ tiêu thuộc Bộ Công an. Trong số các tân binh nhập ngũ đợt này, có gần 100 đồng chí đã tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Nhiều quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng với số đảng viên chiếm gần 20%. Theo đánh giá Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện cũng như các đơn vị nhận quân, chất lượng tuyển quân năm nay đạt chất lượng cao hơn những năm trước. Về cái tiêu chuẩn chất lượng thì tuyển chọn năm nay của huyện ấy thì cái chất lượng là đảm bảo là tương đối tốt. Sức khỏe thì toàn là loại 1, loại 2, loại 3, cơ bản là loại 1, loại 2, một số ít loại 3 thôi. Đấy, tuổi đời thì là bảo đảm từ 18 đến 24 thôi. Đấy, không có cái tuổi đến 27. Đấy là đều cơ bản là tốt. Đối với những thanh niên trẻ được khoác trên mình bộ trang phục màu xanh áo lính, các tân binh nhận thức rõ được vai trò trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc, nguyện kế thừa phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, kỷ luật của quân đội, kỷ luật của công an và các quy định của đơn vị, đóng góp sức mình xây dựng đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Dạ, từ khi tôi được phát trên mình bộ quần áo của một sao áo lính này, tôi rất là phấn khởi và tự hào vì là sẽ, từ bây giờ sẽ chính thức sẽ chuẩn bị trở thành bộ đội cụ hồ của dân tộc Việt Nam. Và tôi cũng có ước mơ từ bé được trở thành một người lính thật sự, được bây giờ là hôm nay đã thực hiện được ước mơ của tôi rồi. Vào bộ đội thì tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh nội quy quy định của
quân đội giao cho và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và làm hết khả năng của mình để hoàn thành tốt sự nghĩa vụ quân sự. Trước giờ lên đường, người thân bạn bè biện diện đưa tiễn những chàng trai trẻ 18 đôi mươi lên đường làm nhiệm vụ bằng những nụ cười, những cái bắt tay thật chặt, đồng thời gửi gắm niềm tin và hy vọng, mong muốn con em mình ngày một trưởng thành, nỗ lực vượt qua khó khăn, ra sức học tập, công tác, thi đua rèn luyện, trở thành chiến sĩ tốt, đảng viên mẫu mực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó, xứng đáng với danh xưng Bộ đội Cụ Hồ. Gia đình tôi thì cũng mong cháu thế nào để hoàn thành cái trách nhiệm nhà nước được giao cho để làm thế nào con nó tiến bộ nhiều, để mong muốn của gia đình cháu hoàn thành tốt công việc của cháu được giao để sau này cháu trở về quê hương ạ. Ngọn đuốc truyền thống được thắp lên, hồi chống giao quân như thúc giục khơi dậy khí thế, niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Tuổi trẻ Tân Lạc hăng hái lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự với niềm tin quyết thắng, nguyện rèn luyện phấn đấu tích cực học tập, trang bị cho mình kiến thức vững vàng để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó. Viết tiếp trang sử vẻ vang của quê hương đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với lời Bác dạy: quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương sẽ trưởng thành hơn, trở thành những hạt nhân cốt cán đi đầu trong mọi mặt trận mới, tích cực lao động sản xuất, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương Tân Lạc ngày càng giàu đẹp, khang trang. Ngày 5 tháng 3, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tân Lạc đã tổ chức khai giảng lớp đảng viên mới khóa 1 năm 2018. Trong thời gian 8 ngày, 75 đảng viên dự bị đến từ 19 chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy được học tập và nghiên cứu các nội dung cơ bản như chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu lý tưởng trở thành đảng viên chính thức. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua cửa hàng Hoa Đa Tân Lạc phối hợp với trường Trung học phổ thông Lũng Vân tổ chức chương trình ngoại khóa về tìm hiểu luật an toàn giao thông đường bộ cho các em học sinh của nhà trường. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, hàng năm có khoảng gần 11.000 người chết vì tai nạn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức của đại bộ phận người tham gia giao thông phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Ngoài ra, còn có nhiều nguyên nhân là do sự kém hiểu biết về luật giao thông, điều khiển phương tiện chưa đúng kỹ thuật. Đối với các em học sinh trường Trung học phổ thông Lũng Vân, chủ yếu là học sinh 5 xã vùng cao của huyện là Bắc Sơn, Nam Sơn, Lũng Vân, Quyết Chiến, Ngổ Luông. Đây là các xã thuộc vùng khó khăn của huyện, đường xá đi lại khó khăn, chủ yếu là đèo dốc quanh co, đường nhỏ. Mặc dù chưa đến độ tuổi được cấp giấy phép lái xe, tuy nhiên rất nhiều em vẫn được gia đình cho sử dụng xe máy để đi học. Bởi nhiều em nhà ở xa, không thể đi bộ hoặc đi xe đạp, không kịp thời gian học. Do đó, việc trang bị kiến thức về luật an toàn giao thông và kỹ năng sử dụng phương tiện cho các em là rất cần thiết. Tại buổi ngoại khóa, các em học sinh đã được hướng dẫn viên của cửa hàng trình bày về một số đặc điểm cơ bản về an toàn giao thông. Các kỹ thuật viên còn hướng dẫn các em cách kiểm tra phương tiện trước khi sử dụng, cách đội mũ đúng quy chuẩn, tư thế ngồi lái phương tiện sao cho thoải mái nhất và không bị mệt mỏi khi đi đường dài. Các em đặc biệt thích thú với phần giao lưu gửi hình bắt chữ về chủ đề giao thông. Các câu hỏi được thể hiện một cách hóm hình nhưng khi trả lời lại có ý nghĩa sâu sắc, giúp các em dễ nhớ, dễ thuộc về luật giao thông. Cửa hàng xe máy Hoa Đan Tân Lạc còn dành tặng nhiều suất quà cho các em tham gia phần thi trắc nghiệm, trả lời các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra. Ngoài ra, các em còn được sử dụng công nghệ lái xe mô tô mô phỏng RT để học cách thao tác điều khiển phương tiện đúng cách và xử lý các tình huống xảy ra khi tham gia giao thông. Qua hoạt động ngoại khóa này, giúp các em học sinh trường Trung học phổ thông Lũng Vân có thêm nhiều kiến thức về điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, giúp các em an toàn hơn mỗi khi đi học. Cửa hàng xe máy Honda Tân Lạc còn tổ chức tư vấn sửa chữa nhỏ
và tặng dầu nhất miễn phí cho phương tiện của giáo viên và đại biểu tham dự buổi ngoại khóa. Thưa quý vị và các bạn, lượng tiêu thụ thịt lợn trước, trong và sau Tết Nguyên đán tại Tân Lạc tụt giảm tới mức kỷ lục. Hơn một năm nay, không chỉ người chăn nuôi lợn khốn đốn vì giá lợn hơi tụt giảm, mà cả các tiểu thương kinh doanh thịt lợn trên địa bàn huyện cũng gặp nhiều khó khăn do thịt lợn rất khó tiêu thụ. Dạo quanh các cửa hàng bán thịt lợn tại trung tâm huyện Tân Lạc trong thời gian này, được các tiểu thương cho biết việc kinh doanh thịt lợn đang rất khó khăn. Một tiểu thương bán thịt lợn tại chợ thị trấn cho biết đã có thâm niên trên 20 năm kinh doanh thịt lợn, nhưng chưa có Tết năm nào số lượng thịt lợn lại bán được ít như năm nay. Nếu như trước đây, bình quân trong 2 ngày, 29 và 30 Tết Nguyên đán, gia đình bà mổ trên dưới 20 con lợn và đều tiêu thụ hết. Riêng Tết Mậu Tuất 2018, mỗi ngày chỉ mổ được 1 con mà bán khá chật vật. Sau Tết Nguyên đán, giá thịt lợn hơi tại Tân Lạc đang có chiều hướng tăng nhẹ. Nếu như trước Tết, giá thịt lợn ở mức 32 đến 33.000 đồng trên 1 kg, thì thời gian gần đây đang ở mức từ 34 đến 35.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, với lượng tiêu thụ như hiện nay, cả người chăn nuôi và người bán thịt lợn đều gặp khó khăn. Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân huyện Tân Lạc đã khẩn trương xuống đồng làm đất cấy lúa vụ chiêm xuân năm 2018 theo đúng khung thời vụ. Vụ chiêm xuân năm 2018, huyện Tân Lạc gieo cấy 1.800 hectare cây lúa. Trước thực tế lúa mất mùa vụ trước do thiên tai lũ lụt và bệnh lùn sọc đen phát triển trên diện rộng, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân cách xử lý, khắc phục diện tích ruộng nhiễm bệnh và bị đất đá vùi lấp. Tới thời điểm này, khâu làm đất đã đạt tới 90%. Ban huyện thì cũng đã chỉ đạo các cơ quan trong cái khối nông lâm nghiệp của huyện tăng cường xuống địa bàn các xã thị trấn, phối hợp với ủy ban nhân dân các xã tuyên truyền vận động nhân dân khẩn trương cái khôi phục những cái thiệt hại về cái hạ tầng các cái khu vực sản xuất do thiên tai gây ra, khôi phục lại cái diện tích mà đất ruộng rồi đất màu bị vùi lấp do đất đá, cải tạo lại cái hệ thống tưới tiêu nước và chuẩn bị cái đầy đủ cái giống phân bón cho sản xuất. Thì về cái công tác điều tiết nước thì cũng đã được ban huyện quan tâm chỉ đạo và phối hợp với các cái đơn vị quản lý các cái công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. Điều đáng ghi nhận là vụ chiêm xuân năm nay, tư tưởng chủ quan từ khâu gieo mạ làm đất đã được khắc phục, bà con tuân thủ và áp dụng đúng quy trình kỹ thuật. Ngay từ tháng 1 năm 2018, để đảm bảo cây mạ phát triển tốt, bà con đã che phủ ni lông, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh, bón phân cân đối theo quy trình khép kín nên năm nay không có mạ bị chết rét. Bên cạnh đó, các địa phương đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông xã chủ động bám đồng ruộng, hướng dẫn nông dân vệ sinh đồng ruộng, khử chua bằng vôi bột, diệt mầm mống, sâu bệnh. Cuốc sâu xoáng xong cuối cùng thì rắc vôi một lượt, xong cuối cùng mới lại cày bừa. Thì trước khi cấy thì phải bón lát phân chuồng hoặc là phân kali gì đó để cây lúa để nó phát triển, để tăng năng suất. Ngoài thực hiện làm đất theo đúng quy trình, bà con còn quan tâm đến vấn đề chọn giống lúa cho phù hợp với đồng đất địa phương. Vụ này, Tân Lạc chủ yếu gieo cấy bằng các bộ giống mới như BC15, TBR, Thiên Lưu, Kim Cương do Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Hòa Bình chi nhánh Tân Lạc cung cấp. Đến thời điểm này, đã cấy được khoảng 70% diện tích. Các xã vùng cao đã cấy xong 100% diện tích. Trước khi làm đất thì cũng được tuyên truyền với lại cán bộ khuyến nông khuyến lâm về tuyên truyền về giống cây trồng với lại bỏ phân để cho bà con được một vụ mùa bội thu. Cả vụ này thì tôi chọn BC với Kim Cương. Để đảm bảo khung thời vụ chiêm xuân đạt kết quả cao nhất, hạn chế thấp nhất những tác hại do sâu bệnh gây ra, huyện Tân Lạc chỉ đạo các địa phương phải hoàn thành cấy xong trước ngày 5 tháng 3. Bên cạnh đó, sau khi đã cấy xong, bà con tích cực thăm đồng, phát hiện sâu bệnh để có phương pháp xử lý kịp thời. Cùng với đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp chặt chẽ với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong huyện quản lý chặt chẽ nguồn nước tưới, đảm bảo lịch tưới tiêu hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Phản ánh vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.